Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikeo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsikeo.vn. Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhá. Ôi hello, chào tất cả chị em nha. No, ok. Hiện tại thì Kẹo đang sở hữu combo M60 với lại MP40 này. Ớ, thằng nào giờ hơi ngoài nhỉ? Để mình qua mọi người nhá. Nếu như các bạn thấy video của mình hay ấy, đừng quên để lại cho video một lượt like nha. Cũng như là một lượt chia sẻ nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dễ luôn. Ui ôi, thanh niên, chán đấy. Bắn nhẹ nhàng cái nó lên bảng điểm số. Ui ôi, người đâu thương thế nhở. Ok, thì cái link Facebook mình để ở bên dưới phần mô tả nha. Facebook của Sĩ Kẹo đó. Hôm nay thì như nào nhỉ? Hôm nay chắc là sẽ add thêm một vài bạn nha. Mọi người để ý nha. Nó lại cái thằng dở hơi nào đây. Ui, anh ơi, anh làm cái gì? Em lại sợ anh quá nè. Kìa. Ui, vãi. Vãi game. Thôi. Thôi người anh em bình tĩnh nào. Đây anh em ạ, phải cuốn máu đã. Mà những thằng dở hơi kìa. Có giỏi lên đây. Hôm nay thì Kẹo đã mặc cái bộ trang phục. Mọi người thấy giống bộ trang phục siêu nhân không? Mà này, có phải tôi chiều game quá nên game hư đúng không? Nhá, bạn nào chưa like video like cho mình nha. Do cảm ơn các bạn rất nhiều. Ôi, anh em có hỏi được. Ui, anh ơi, sao dạo này giọng anh nó lại kiểu ngọt thế đúng không? Anh cũng chả biết làm sao nữa, kiểu dạo này anh bị BD ấy. Nói phép thế thôi nhưng không có bị BD đâu. Nhá, dạo này kiểu như là không có người yêu lâu quá rồi nên là mình kiểu ui. Mình cứ bị đáng yêu lên để kiểu có người yêu mọi người. À cái này ấy là mình tranh thủ mình lượm thêm đạn nha mọi người. Dạo này là Kẹo về nhà nên là sợ bị mẹ ganh mọi người ạ. Phải nói nhỏ nhỏ thôi, cứ kiểu thì thào vào mic ạ. Không nói đùa chứ, bây giờ tôi còn lứa tuổi học sinh các bạn ạ. Mẹ ganh thì sao, sợ mẹ thu điện thoại sao mà chơi game được với anh em. mà từ nhá, chắc là để mình qua đây xíu đi. Ở trên cái đảo thiên đường này mình chơi khá nhiều rồi nhưng mà có gì phải xoắn quẩy đâu anh em. Hôm nay là tôi sẽ thể hiện cái trình độ gọi là leo danh top 1 của mình cho anh em xem. Có thế chứ Kẹo chơi game này dốt lắm. Có anh em nào kéo tôi không? Được. Cho anh em vào đây chơi team kéo tôi chứ mãi ở cái danh bạch kim này chán lắm mọi người. nha, link Facebook mình để dưới mô tả. Các bạn nhắn tin mình kéo danh hộ mình với nha. Ok. Mình nghe được tiếng gì ấy. Có vậy, có thằng nào ở đây đúng không? Anh em nghe thấy gì không? Nhờ. Đây. Ui. Này. Kìa, sao ấy? Nó chạy xuống dưới mọi người. Xuống sơi nó. Nhớ. Này. Này bạn ơi, bạn làm gì mình đấy? Bạn ơi, bạn xuống đây. Nó không xuống. Tao nhờn mày à? Rồi. Mình đi. Nó không xuống. Xuống đây, xuống. Nó không xuống mọi người. Khó chịu nhỉ. Ui, bạn. Người nghe đừng câu liệu thế. Thôi. Người nghe đừng câu liệu thế. Ui, phải trốn ghế. Ui, rẻ rách. Bạn ơi, bạn đừng trốn ghế, bạn ra đây. Đừng trốn ghế, ra đây. Nhìn nhau, kết nối, chia đây. Ôi hàng cây, xót xa, lệ rơi. Ra đây, nó không ra. Đủ đéo hiểu kiểu gì, mày này. nhờn. Nhờn làm sao? Và nếu như mọi người thích Kẹo làm những video kiểu show up ở chuyên kiểu giọng ngọt thế này thì mọi người nhớ comment ở dưới nha. Ok nha, người ta show up kỹ năng còn Kẹo show up giọng ngọt. lý do nha, các bạn biết tại sao mà. Này, kênh của mình là Sĩ Kẹo không? Bởi vì kiểu giọng mình ngọt như kẹo ấy anh em ạ. Bao nhiêu lâu nay ở tôi che giấu không sợ các chị em rụng trứng hết thì thôi.
nha, dạo này ế quá thế nên là phải phải văn vở một tí. Nhưng mà có ai là người yêu mình không? Có ai là người yêu mình không nha? Trêu chị em thế thôi chứ mình xấu trai ai yêu. Thanh thanh niên nào ở trên đấy, thanh niên nào ở trên đấy? Kìa 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 kìa, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Nào nào nào, người là trước sinh bạn mà khó quên, em đi tìm ai, tìm ai bây giờ? ok mọi người, chắc là mình qua đây xíu đi. Vâng, mới chỉ có được 3 kill thôi, nhưng mà anh em có phải từ từ, tôi đi đi giết cái bọn này cho anh em xem nhá. Anh em cứ bình tĩnh đi rồi nhá, từ từ qua đây. Sau này kiểu mình ít chơi game, xong rồi mình chơi game nó hơi bị ngáo ngáo một xíu. Các bạn kiểu kiểu lười mà không có bạn chơi chung ấy, kể mà có gái chơi chung thì hay mọi người nhỉ, hay chứ. Kiểu có gái chơi chung thì vui đấy, thì chắc là mình sẽ chơi nhiều hơn, nhưng bây giờ thì mình chơi ít thôi. Với lại kiểu kiểu cũng đang nghỉ hè mà, bình thường là mình đi học, còn hôm nay nói chung là vẫn đang nghỉ hè mấy nữa cơ. Vậy mấy nữa mình mới phải đi học cơ mọi người cơ, nên là ở nhà chơi game mới sợ mẹ ganh lắm thật đấy. Nói nhỏ nhỏ thôi mọi người đừng kêu là anh ơi, sao anh nói kiểu kiểu anh nói nhỏ thế. Hay là có mấy ông ấy bảo anh ơi em bị BD à, điên à, không phải đâu không phải đâu, trai thẳng nha, không có BD đâu nha. Ok yo, với cái combo súng này mình nghĩ là ổn rồi, có M8 hay có MP40, cái này mà không chơi được nữa thì chắc là nghỉ game chứ đúng không, chơi game gì nữa. Rồi nha, tôi thấy là các ông đang suốt ngày lên Facebook các thứ bảo là ôi trung thu mình có người yêu đi chơi, tôi đèo có người yêu đâu, tôi dỗi ấy không ạ, thề chứ, kiểu dỗi dã man suốt ngày, kiểu thi thoảng kiểu mình lên Facebook toàn mấy mấy bạn kiểu suốt ngày chia sẻ mấy ảnh yêu đương yêu nhau qua game các thứ, mình mẹ còn chả có người yêu. Rồi, thôi nha nhá, mấy bạn nào kết bạn mình mà chia sẻ ảnh yêu đương mình unfriend hết rồi. Gì tính tính kẹo nhưng mà kẹo hay dỗi mà nha. Ừ. Này nhá, hỏi các chị em nhá, lối nào vào tìm các chị em? Thôi trêu 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 mọi người, hay là các em có muốn nghe anh kể chuyện ma mỗi tối hay không? Anh thì anh có thể kể chuyện ma, là em nghe chuyện ma nào cũng được. Trêu ấy thôi, không sợ mọi người ao á, mọi người xem video của mình mọi người ao. Thôi nha. Ok, để mình lên trên xem, nhưng mà sao cái khu này ở trên này chúng nó vắng ấy, chả có thằng dở hơi nào ấy, mới được có 4 mạng này. Đây, tranh thủ ăn cái nấm xíu xíu. đi mọi người ơi. Thật ra thì ở nhà nhá, nghỉ hè sướng nhất là kiểu ở nhà ngồi đắp chăn chơi game không ạ. Kiểu mặc dù trời thời tiết ấy, thời tiết nó kiểu nó nóng, nhưng mà ở nhà tôi bật điều hòa tôi đắp chăn không ạ, các ông thấy kiểu nhà tôi zikki đâu. Bật điều hòa đắp chăn thôi, sợ chưa sợ chưa. Cũng giống cái việc mà các ông kiểu các ông đắp chăn bông, các ông bật quạt cho mát cái chân đấy, tôi cũng thế mà. Nhưng mà chị em trên kênh thế nào, để mình ế lâu á đúng không, anh giọng ngọt thế này mà em lại để anh ế ư nha, nên là hay hay kiểu có bạn nào mà có chị em gái mà xong chưa có người yêu giới thiệu mình đi. Ok nha. Ui ôi chúng ta trông chán lắm, thôi chán lắm mọi người, không có xài mấy cái đó. À đây 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 ui sao sao sao. 5 kill rồi, xịn ghê nha. Chắc để mình xuống dưới mình xem nào. Có thêm lựu đạn này, lựu đạn này vui nè, tí đáp cho chúng nó sập bà cố thôi. Rồi nhá, mình qua đây xíu á. Wow vắng ấy, vắng ấy, thế bây giờ chúng nó trốn ở đâu mọi người, xong rồi cứ phải đi tìm. Lý do là tại sao kẹo hay chơi solo nhiều á, bởi vì không có người đua cùng. Chị em nào sẵn sàng mỗi tối đua cùng kẹo hay không? Nó còn giọng này sao mọi người, mình giả giọng được mà.
em đấy hả? Anh rất là thích em và anh rất là yêu em đấy hả? Ở chị em nào mà yêu thích xí kẹo thì chị em nhấn cái nút like, chị em chia sẻ video. Ôi nghe 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 kiểu nứng thật sự anh em, nghe kiểu tôi giống kiểu thằng BD ấy. Nhưng không phải đâu, không phải, không không hề BD nha, mọi người đừng nói kẹo BD nha, trai thẳng nhá, trai thẳng nhá. Đây. Nhưng mà UAV cũng không có ai cơ. Vãi. Sao sao hiểu mấy bạn ấy trốn đâu ấy. Ui mấy bạn, ôi. Mấy bạn trốn đâu ấy, mình không tìm thấy. Bây giờ là chỉ có ngồi loanh quanh đây xong rồi nghe nghe nói chuyện tầm phào. Hay là mọi người có cái thử thách gì không, mọi người comment ngay bên dưới video nha. Ví dụ kiểu cầm lục kéo vớt tâm này, hay là vớt vỡ đầu địch này, hoặc là cầm cầm cái súng gì leo xanh á. Thật ra thì sao cũng được à, thì sẽ chiều lòng tất cả anh chị em nhá. Rồi còn bốn đứa thôi. Để mình coi nào, ở ngoài này không không có ai nữa hả? Ôi mình bắt ơi. Em ơi đừng rau chơi đừng mải mê những điều ngu xê bạn. Xung anh còn quên quên lời quên lời. Sao thế mọi người? Xung quanh em còn có người đợi mong. Anh đợi em nhé. Anh chờ em nhé. Vui thôi đừng vui quá còn về với anh. Thì mình nói chung mình hay hát lắm mọi người ơi, ở nhà kiểu nhiều khi hát như một thằng dở hơi ấy. Xong rồi mẹ bảo là mày có cơm mẹ cái mồm mày đi không. À, thế là cũng quên chưa hỏi mọi người á, là mọi người bao giờ mọi người đi học lại nè. Có bạn nào ở Hà Nội không? Kéo được ở Hà Nội này. Tôi tính là như này nhá. Bây giờ là mấy bạn fan nào ở Hà Nội nhá, là gặp Sĩ Kẹo là Sĩ Kẹo bao đi trà sữa luôn nha. Đấy, cái này là nói thật nha, không có chê mọi người nha. Nên là bạn nào ở Hà Nội thì comment ngay bên dưới video đi. Mình đang ở khu vực Hà Đông Hà Nội nha. Xin kẹo bao đi trà sữa luôn, offline fan luôn. Yêu đãi chưa, yêu đãi chưa. Kiểu dạo này bận việc nói chung là hơi bơ mọi người nhưng mà. Đây, bây giờ kẹo đây, mọi người xem video. Nhớ like, không like video là kẹo dỗi đấy nha. Không biết đâu. Các anh chị em không like video dỗi không ra video nữa. Ôi, còn có ba đứa đấy ạ. Ôi, còn có ba đứa này. Rồi nhá, để xem nào. Tầm này còn có ba đứa thôi. Không biết ở đây còn thanh niên nào không. Vắng ấy, không có à. Trời, sao mà chúng nó đi đâu hết cả, trông chán luôn. Mấy bạn ra đây. À đây đây đây. Mấy bạn chơi với mình đi. Nó trên này mọi người này. Ui. Chạy làm sao? Chạy này. Ui. Nó dựng con keo rồi. Ok. Bắn thùng dầu một cái nó kiểu phải tính toán mọi người chứ không. Không hiểu nó xuống đây mà nó xơi mình thì vãi. Ui. Nữa hả? Có ba đứa vậy à? Vậy là mình thấy được vị trí của hai đứa. Đi. Đây đây đây, đường. Nó chạy. Ok kìa. Người anh em nào bên này đấy? Ui vai. Từ từ. Ra đây. Mình chơi bạn ấy. Ui xuống giết nhau kìa. Ủa, thanh niên nào xong ơi. À đây đây, hai đứa luôn. À. Ok, cơ hội đến rồi, cơ hội đến rồi. Này này. Ấy, anh em thấy kẹo giỏi không? Này, ăn lựu nhá, ra đây. Nào, nào, ra đây. Nữa này, ô vãi. Đáp mấy trái lựu xong rồi trả chúng trái nào. Từ từ, để mình cuốn máu đã. Cái trường hợp này là phải từ mọi người ơi, không có vội được, trường hợp này phải từ từ. À đây, đây, ui rồi. Chạy này, ui, vãi, cái gì đấy? Hình như là kiểu ping cao à, ui, ping cao vãi. Này, ra đây. Ra đây. Sau. Yo, mọi người ơi, Muya rồi. À, tuần này video cũng dài rồi nên là sẽ tạm biệt tất cả mọi người và hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Love you mọi người.